Bồ Tát phát tâm tu hạnh Bồ Tát và hành Bồ Tát đạo, Ngài chẳng phải vì chính mình hy vọng cầu được hưởng thụ sung sướng, mà là vì khiến cho tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, cứu bà tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ sinh tử. Bồ Tát phát tâm đại từ đại bi là vì nhiếp khắp quần sinh, tâm Bồ Tát độ chúng sinh là bình đẳng. Ngài chẳng lựa chọn tốt thì độ trước, xấu thì độ sau, mà là kẻ oán người thân đều bình đẳng, chẳng nghĩ ác xưa, chẳng từ hạnh lao, đều xem như nhau. Chúng sinh độ được, Bồ Tát giáo hóa họ, thông đạt thấu hiểu các pháp, khiến cho họ đều vào được nơi chẳng có mọi chướng ngại, an hưởng vui chân thật. Mười phương tất cả các thế giới, hết thảy chúng sinh đều nhiếp thọ, vì cứu họ nên khéo trụ tâm, như vậy tu học các hồi hướng. Mười phương là chỉ Đông Nam Tây Bắc, tứ duy trên dưới mà nói. Trong mười phương hết thảy các thế giới chẳng cách chi tính đếm được. Trong những thế giới đó lại không biết bao nhiêu loại chúng sinh, người và chẳng phải người, vân vân. Bồ Tát đối với những chúng sinh đó, Ngài phát tâm cứu độ họ. Nếu gặp chúng sinh trong khổ nạn thì Ngài đều nhiếp thọ giáo hóa họ. Bồ Tát vì muốn cứu bạt những chúng sinh đó mà Ngài phải khéo an trụ tâm Bồ Đề để tu hành đạo Bồ Đề. Ngài nương theo pháp môn kinh văn đã nói ở trước, nghiêm cẩn phụng hành, siêng năng tu học các loại pháp môn hồi hướng. Tu hành bố thí rất vui thích, hộ trì tịnh giới chẳng chỗ phạm, dũng mãnh tinh tấn tầm chẳng động, hồi hướng Như Lai nhất thiết trí. Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát thì phải tu 6 độ vạn hạnh. Thứ nhất trong 6 độ là bố thí ba la mật. Khi Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật thì Ngài tùy thời đều sinh tâm hoan hỷ đặc biệt. Trong những lúc Ngài tu hành bố thí thì tâm đặc biệt hoan hỷ, mà về mặt giới hạn cũng đặc biệt chú ý. Tùy thời tùy lúc, trong việc lớn việc nhỏ, Ngài đều nghiêm cẩn giữ gìn như bảo vệ trong con mắt, khiến cho giới hạn thành tịnh như trăng rằm, tơ hào chẳng hủy phạm, chẳng nhiễm ô, cho nên Bồ Tát hộ trì tịnh giới chẳng chỗ phạm. Khi Bồ Tát tu học Phật đạo thì chuyên tâm nhất trí, ngày đêm chẳng giải đãi, dũng mãnh xin tu tinh tấn ba la mật. Ngài đã thấu rõ các pháp thật tướng, tâm tin kiên cố, chẳng bị cảnh giới bên ngoài làm lay chuyển, luôn luôn như như bất động. Tuy nhiên tâm niệm chẳng động, nhưng Bồ Tát vẫn dùng căn lành công đức tu hành, luôn luôn vì chúng sinh để hồi hướng, hoặc vì Bồ Đề mà hồi hướng, hoặc vì thật tướng, lìa tất cả tướng để hồi hướng. Cho nên nói, hồi hướng Như là nhất thiết trí, tức là đem căn lành công đức tu hành để hồi hướng về Phật đạo, cầu nhất thiết trí huệ của Phật, viên mãn đầy đủ tất cả trí huệ, vận dụng pháp môn phương tiện, giáo hóa khắp mười phương chúng sinh. Tâm ý rộng lớn không bờ mé, sức nhẫn an trụ chẳng khuynh động, thiền định thâm sâu luôn chiếu rõ, trí huệ vi diệu khó nghĩ bàn. Bồ Tát dùng vạn vật làm thân, dùng chúng sinh làm thể, dùng pháp giới làm tâm, cho nên Ngài tâm ý rộng lớn, tận cùng hư không khắp pháp giới chẳng có bờ mé. Bồ Tát vì tâm lượng rộng lớn có thể bao hàm vạn sự vạn vật, đối với chúng sinh hành vi chẳng cung kính Ngài, tơ hạo chẳng buồn giận, từng bi nhẫn thọ, cho rằng đó là thường. Ngài đầy đủ sức lực nhẫn nại, an trụ trong tâm từ bi, thành tựu nhẫn nhục ba la mật, chẳng bị hư danh vinh nhục mà dao động. Bồ Tát có thể hóa nhẫn nhục làm thường thái, tức là công phu định lực của Ngài đã đạt đến trình độ thâm sâu. Vì tâm ý thường ở trong tam muội thì sẽ có trí huệ quang minh phát ra. Thứ quang minh đó thường hay chiếu rõ các pháp, thông đạt các pháp. Bồ Tát tu được trí huệ vi diệu, không thể nghĩ bàn. Trí huệ bát nhã của Ngài thường thường hiện tiền, tất cả hành sự đều dùng trí hóa tình, dùng bát nhã lãnh đạo vạn hạnh. Bồ Tát tu thập độ vạn hạnh, mỗi độ đều y trí huệ bát nhã mà hoàn thành. Trong mười phương tất cả thế giới, tu chỉ đầy đủ hạnh thanh tịnh, công đức như vậy đều hồi hướng, vì muốn an lạc các hàm thức. Bồ Tát tu hành pháp môn thập hồi hướng, Ngài ở trong tất cả các thế giới khác nhau trong mười phương, tu trì đủ thứ pháp môn hạnh thanh tịnh, viên mãn đầy đủ. Ngài đem công đức tu tập hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thật tế, vì Bồ Tát muốn an lạc tất cả các hàm thức, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được an lạc. Đại sĩ sinh tu các nghiệp lành, vô lượng vô biên không thể đếm, như vậy đều lợi ích chúng sinh, khiến trụ trí vô thượng khó nghĩ. Đại sĩ là một lối gọi khác của Bồ Tát. Bồ Tát tu pháp môn hạnh hồi hướng,
Ngài luôn luôn siêng năng tu tập đủ thứ nghiệp lành, vừa có thể tăng trưởng căn lành của mình, lại có thể lợi ích sự nghiệp của chúng sinh, mới là nghiệp lành. Bồ Tát siêng tu, tức là nói thời gian, giây phút, Ngài đều chẳng lãng phí, chưa từng giải đãi, siêng tu các nghiệp lành, thì chẳng đặt ra trong thời gian chánh quy, tức là trong sự bận rộn cũng phải lợi dụng cơ hội làm nghiệp lành. Ví như có một lần nọ chúng tôi du hành, vì quan hệ thời gian chẳng đến dự được khóa lễ chiều ở trong chùa, do đó chúng tôi mọi người trên xe làm khóa lễ ở trên xe buýt. Tất cả lễ nghi đều đầy đủ, chẳng có chỗ nào làm đơn giản, cũng chẳng để thời gian trôi qua lãng phí. Đây tức là siêng tu các nghiệp lành. Nếu dùng thời gian đó để ngủ nghỉ hoặc nói chuyện thị phi thì đó chẳng phải là siêng tu các nghiệp lành, mà là tăng trưởng các nghiệp ác. Nghiệp lành phải siêng tu thì sẽ tăng thêm nhiều, nghiệp ác sẽ giảm bớt. Nếu chẳng tu hành thì nghiệp lành sẽ giảm bớt, ngược lại nghiệp ác sẽ tăng trưởng. Nghiệp lành đối với Bồ Tát và chúng sinh giống nhau, càng nhiều càng tốt, nhiều đến vô lượng vô biên, đầy khắp hư không, không thể nào tính đếm được. Nghiệp lành nhiều như vậy chẳng phải là quy về cho riêng mình, phải đem nghiệp lành công đức đó thảy đều hồi hướng cho những chúng sinh khổ nạn, khiến cho họ đều đắc được trí huệ tối cao, vô thượng, không thể nghĩ bàn. Khắp vì tất cả các chúng sinh nơi địa ngục kiếp không nghĩ bàn, như vậy tâm chưa từng nhà mỏi, dũng mãnh quyết định thường hồi hướng. Bồ Tát phát nguyện khắp cứu bản tất cả chúng sinh thọ khổ, thậm chí Ngài ở trong kiếp số lâu dài không thể nghĩ bàn, tức luôn luôn ở trong địa ngục thay thế chúng sinh, muốn cho chúng sinh được giải thoát, lìa khổ được vui, cũng là tâm nguyện của Ngài. Bồ Tát thay thế chúng sinh thọ đủ thứ thống khổ, nhưng Ngài vẫn không sinh tâm thối lùi, chưa từng sinh tâm nhàm mỏi, nhận rằng vì chúng sinh làm hết tâm lực thì đã đủ rồi, không kế tục hạnh nguyện này. Bồ Tát quyết chẳng như thế, bằng không thì làm sao được gọi là tâm Bồ Tát. Chẳng những chẳng sinh tâm thối lùi, mà Bồ Tát càng thay thế chúng sinh thọ khổ, thì Ngài càng dũng mãnh tinh tấn, tâm tin quyết định, nhất định phải tu pháp môn hồi hướng này. Ngài đem căn lành công đức tu tập, thảy đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, một chút cũng không lưu lại. Hồi hướng thật tế, hồi hướng giác đạo vô thượng Bồ Đề. Chẳng cầu sắc thanh, hương và vị, cũng chẳng mong cầu các diệu xúc, chỉ vì cứu độ các quần sinh, thường cầu trí tối thắng vô thượng. Bồ Tát tu học Phật đạo, Ngài chẳng phải vì tham trước năm dục, mà muốn truy cầu sắc thanh hương vị xúc, hưởng thụ cảnh giới năm dục này, cũng chẳng phải mong cầu được cảm thọ kỳ diệu của xúc trần. Bồ Tát đều thấu rõ chúng là hư vọng chẳng tham trước. Bồ Tát vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh thọ khổ nạn, mới luôn luôn tinh tấn tu tập pháp môn tối thắng vô thượng, nguyện được trí huệ tối thắng, trí huệ thanh tịnh như hư không, tu tập vô biên hạnh đại sĩ, như các hạnh pháp của Phật tu, người đó thường tu học như vậy. Trí huệ là một danh từ của tính đại biểu, nó chẳng có tướng, nhìn chẳng thấy, sợ chẳng được, cầm không lên, nhưng hiển lộ rõ tại ngôn ngữ hành vi của mỗi người, mà còn là biểu hiện ra sự thắng liệt của nó. Đây là nói về thế trí, trí thế gian của một số người. Trí huệ nói trong kinh Phật thì khác nhau, là vượt khỏi thế trí, là chân trí, trí chân thật. Chẳng phải ý, cũng chẳng phải thức. Trí huệ này chúng ta ai ai cũng vốn có đầy đủ, chẳng có ai mà không có, đáng tiếc vì bị vô minh che đậy, giống như một tấm gương vốn là sáng sủa trong sạch, như này dính bụi dày đặc trên mặt kính, gì cũng chiếu chẳng thấy được. Tấm gương giống như trí huệ sinh ra đầy đủ của chúng ta, bụi bặm khiến cho nó chẳng trong sạch, chẳng sáng sủa. Phải dùng chút công phu lau chùi sạch hết bụi bặm dính trên gương thì sẽ khiến cho nó khôi phục lại sự trong sạch, sáng sủa. Bụi bặm tức là vô minh. Thứ vô minh này cũng không có hình, không có tướng. Nó hay khiến cho con người sinh ra tư tưởng vô vị, biểu hiện đủ thứ lời nói hành động ác liệt. Nếu bạn thấy được những sự việc vô lý đó thì có thể nhìn thấy được tướng trạng của vô minh. Nếu như trừ khử được vô minh thì trí huệ sẽ hiện tiền. Trí huệ là từ trong sự thanh tịnh sinh ra, nó chẳng giống với trí thế gian, tức là trí huệ thường có thành phần nhiễm ô. Chỉ có tu học Phật đạo mới sinh ra trí huệ, thanh tịnh không cấu bẩn, rộng lớn, vô biên. Vì trí huệ thanh tịnh quyết chẳng khiến cho con người đối với bất cứ sự việc gì có sự chấp trước biên kiến, có sự thấy ngã sở độc vị, cho nên nói trí huệ như hư không.
Hư không thì chẳng có bờ mé, chẳng có một chút tướng không nào, không cần phải không lìa tất cả tướng. Chúng ta vốn có trí huệ thanh tịnh, tức là như thế, cũng chẳng có tất cả tướng. Tấm gương là ví dụ, chứ chẳng phải nói trí huệ giống hoàn toàn như tấm gương. Bồ Tát Ngài làm thế nào có trí huệ thanh tịnh như hư không? Vì Ngài tu tập công đức nhiều chẳng có bờ mé, và Ngài tu học vô biên đại hạnh môn của Bồ Tát, đại sĩ tu hành, cùng với pháp môn của chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai tu hành. Bồ Tát, người đó, luôn luôn tu học hạnh Bồ Tát và hạnh môn của chư Phật chẳng giải đãi, cho nên Ngài có được trí huệ thanh tịnh như hư không. Đại sĩ du hành các thế giới đều hay an ổn các quần sinh, khắp khiến tất cả đều hoan hỷ, tu hạnh Bồ Tát chẳng nhàm đủ. Thần thông diệu dụng của Bồ Tát, đại sĩ nhậm vận tự tại, Ngài phân thân vô số, đi đến mỗi thế giới trong mười phương, giáo hóa chúng sinh, cứu độ chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Khi Bồ Tát du hành các thế giới, chẳng phải là đi du lịch, cũng chẳng phải là đi chơi, mà là đi làm lợi ích cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh thọ khổ nạn được an lạc, khiến cho họ đều an ổn sống trong quang minh của Phật chiếu khắp, khắp khiến cho tất cả chúng sinh sở cầu đều tọa ý, tùy tâm mãn nguyện, đều đại hoan hỷ. Tại sao ai ai cũng đều có phiền não? Vì sở cầu thường thường thất vọng, tức là cầu chẳng được thì khổ, cho nên chẳng an lạc. Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát phát nguyện khiến cho khắp tất cả chúng sinh đều hoan hỷ, đó là mục đích tu hành của Ngài. Bồ Tát đạt được mục đích của sự tu hành rồi, chẳng phải là tâm ý mãn túc thì sẽ nghỉ ngơi chăng? Bồ Tát chẳng có tư tưởng như thế. Ngài tùy thời đều nguyện ý tu hạnh Bồ Tát chưa từng tự mãn và nhàm mỏi, vì tu tập căn lành công đức càng nhiều càng tốt, cho nên Ngài chẳng có lúc nào ngừng lại nghỉ ngơi. Lúc Đức Phật còn ở đời, Ngài thường vì tỳ kheo già may vá y, làm y, lại vì tỳ kheo có bệnh đưa thuốc cho uống, quét dọn phòng xá. Các đệ tử thấy vậy bèn hỏi Đức Phật rằng, công đức của Ngài vô lượng, tại sao còn phải làm công đức nơi chúng sinh nữa? Đức Phật trả lời đệ tử, công đức mà còn sợ nhiều càng tốt. Dùng công đức này hồi hướng cho tất cả những người tu hành chưa đủ công đức và chúng sinh thọ khổ, chẳng phải là rất tốt chăng? Trừ diệt tất cả các tâm độc, tư duy tu tập trí tối thượng, chẳng phải vì mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sinh được lìa khổ. Tâm độc tức là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm kiêu mạn, tâm ích kỷ, tâm chướng ngại kẻ khác tu đạo, đó là những thứ tâm độc. Người tu hành Bồ Tát Đạo bất cứ như thế nào cũng phải trừ sạch những thứ tầm độc đó. Đây chẳng phải là việc rất dễ làm, nhưng phải biết rằng những thứ tầm độc đó là đá buộc chân trở ngại chúng ta hướng thiện. Chúng ta quyết không thể vì khó làm mà bỏ qua không làm. Không học Phật, không tu đạo, không hướng thiện chăng? Không phải vậy. Việc không dễ làm chúng ta nhất định cũng phải làm, từng chút, mở dây đá buộc chân. Không tăng thêm, chỉ có giảm bớt. Cuối cùng có ngày những thứ tâm độc đó sẽ trừ sạch. Bồ Tát từ lúc ban đầu phát tâm Bồ Đề, bèn lập chí phải trừ diệt sạch tất cả những tâm độc đó ở trong tâm. Ngài chẳng tham, cũng chẳng sân, cũng chẳng si, cũng chẳng kiêu ngạo, cũng chẳng đố kỵ, chướng ngại kẻ khác. Tóm lại, Ngài làm việc có lợi ích cho chúng sinh, còn việc có lợi ích cho mình thì Ngài chẳng nghĩ đến. Chúng ta người học Phật tu đạo, phải học tinh thần của Bồ Tát, chỉ biết lợi cho kẻ khác, chẳng biết lợi cho mình. Điều Bồ Tát nghĩ là tu hạnh Bồ Tát, hạnh Bồ Tát đạo, Ngài mới trừ diệt sạch tất cả tâm độc. Nếu trong tâm còn có chút tư tưởng nhàm mỏi và mãn túc, thì chưa trừ khử sạch tâm độc. Trong tâm không tránh khỏi, còn có ngã kiến, tà kiến tồn tại. Có lúc cảm thấy ai ai cũng chẳng như mình, háo cường, háo thắng. Mọi sự việc đều thông minh, tài trí, nơi hiện hiện siêu hơn kẻ khác. Bất cứ như thế nào tôi đều muốn đệ nhất. Tâm niệm đó cũng là tâm độc. Công phu hàm dưỡng của Bồ Tát chẳng có lối nghĩ như thế. Chúng ta người học tu Phật đạo, hãy tự hỏi mình, có những mau bệnh đó chăng? Nếu có thì hãy mau dần dần thay đổi. Thay đổi thứ độc tố đó thành một thứ lương tè mát mẻ, siêng tập pháp môn thanh tịnh, đừng lưu lại độc còn dư ở trong tâm. Bồ Tát nghe pháp từ các đức Phật, sau đó tự mình suy ngẫm các pháp, thông đạt các pháp thật tướng, tu tập thành tựu trí huệ tối thượng. Nếu tu được trí huệ chân chánh tối thượng, thì tự nhiên sẽ siêu hơn hết thảy mọi người,
tự nhiên sẽ đệ nhất, sẽ lớn, sẽ thắng trong tất cả chúng sinh. Nếu như vốn chẳng có trí huệ lại rất ngu si, thì sẽ sợ người thông minh hơn người có trí huệ hơn mình.